Então, quero levar Mati Bauru. Vai lá, Benambita. Niềm vui của cộng đồng fan team châu Phi khi nghe tin Lindo, Maitilo và nuôi con sẽ về Việt Nam. Nhắc tới Quang Linh Vlogs và hành trình thiện nguyện của anh ở châu Phi, người ta lại nhớ ngay tới cậu bé nuôi con, tên thật là Mativadu, một bé trai Angola thông minh láng lỉnh thường xuyên xuất hiện trong các clip của nam vlogger. Được biết, cậu bé là con trai của Matiloy, một thành viên quen thuộc trong team châu Phi. Ngoài những biểu cảm hài hước, lứa con được nhiều người yêu thích vì có thể giao tiếp được với Quang Linh bằng tiếng Việt. Lứa con là một trong những cậu bé mà Quang Linh Vlogs rất yêu quý và cưng chiều. Cậu bé gây sốt mạng xã hội Việt Nam sau khi xuất hiện bên Hoa hậu Thủy Tiên trong chuyến từ thiện tại Angola. Tuy nhiên, trước đó, cậu bé cũng đã nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả khi thường xuyên có mặt trong các vlog của Quang Linh và gây ấn tượng với tính cách ngoan ngoãn, dễ thương, cùng khả năng nói tiếng Việt tuy lớ nhưng lại khá trôi chảy. Vì vậy, thông tin lôi con sắp cùng Quang Linh Vlogs về Việt Nam đang được lan truyền gần đây khiến ai nấy đều vô cùng thích thú và mong chờ. Kể từ màn tương tác với Hoa hậu Thủy Tiên, lứa con đã nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng nổi tiếng. Thậm chí khi xem Quang Linh Vlogs livestream, nhiều người còn không ngần ngại gọi cậu bé là idol. Số lượng fan của Zboy châu Phi này cũng lớn chẳng kém Quang Linh. Trong một video mới đây, Quang Linh Vlogs đã bật mí về dự định đưa bé lứa con về Việt Nam gặp fan hâm mộ thời gian sắp tới. Nhiều khán giả đứng ngồi không yên trước thông tin này. Cụ thể, trong video mới đây nhất của Tiến Nguyễn, một thành viên của team châu Phi, anh đã chia sẻ rằng đang có kế hoạch đưa lứa con cùng về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đang có dự định đưa lứa con về Việt Nam nhé các bạn, chắc mai sẽ đến hỏi để làm thủ tục giấy tờ. Nếu như quá trình xin giấy tờ được thuận lợi thì có thể trước Tết năm nay, lứa con sẽ chính thức cùng chủ Linh of Fan Việt. Ngay khi chia sẻ những thông tin này, nhiều người hâm mộ Quang Linh Vlog cũng như lứa con vô cùng vui mừng và mong đợi ngày lứa con đặt chân lên đất Việt. Ai nấy đều bày tỏ sự phấn khích và vui mừng khi sắp được gặp gỡ Zboy châu Phi, lứa con tại Việt Nam. Nhiều cư dân mạng còn bình luận sẽ tình nguyện ra sân bay đón và mang theo lightstick để chào mừng cậu bé dễ thương này. Ai nấy đều hy vọng lời hứa của Quang Linh Vlog sẽ sớm được thực hiện. Nếu lứa con mà sang Việt Nam thật thì mình nguyện sẽ ra sân bay đón và cầm lightstick của em. Dẫu lứa con là idol top top ở Việt Nam rồi còn gì, lời mà về Việt Nam thì hơi bị nhiều fan luôn đấy. Nói lời phải giữ lời nhà chủ Linh, fan Việt Nam ngóng ngày được gặp idol lôi con. Lôi về Việt Nam thích quá, xong không muốn về Angola thì chú mệt nhà chú. Lôi con Tết này mà về Việt Nam chơi là được gặp lại cô Tiên, rồi để lấy lại nụ hôn đầu đời khi được cô Hoa hậu hôn mà lôi con chui một cái sạch sẽ. Không chỉ thường xuyên xuất hiện trên các video YouTube hay livestream cùng Quang Linh Vlog, lứa con được biết đến với danh hiệu em bé may mắn nhất Angola khi được nàng hậu Thủy Tiên thơm má trong chuyến đi thiện nguyện của mình. Cậu bé có khoảnh khắc gây bão khi lấy tay lau vội má khi được Hoa hậu Thủy Tiên thơm vào má. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu nhóc Angola này đã nhanh chóng thơm lại Thủy Tiên và khiến cô khá bất ngờ. Ngay từ khi xuất hiện trên kênh YouTube Quang Linh Vlog Cuộc sống ở châu Phi, lứa con đã được nhiều người yêu thích nhờ dáng vẻ Zboy châu Phi đáng yêu và khả năng hát tiếng Việt siêu đỉnh. Những bài hát thiếu nhi quen thuộc tại Việt Nam như Cháu yêu bà, Con cò bé bé đều được idol top top lứa con thể hiện rất sỏi. Lứa con đã được nhiều người yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, thông minh, lém lỉnh và những biểu cảm hài hước, khả năng nói tiếng Việt lơ lớ cùng việc có thể hát những bài hát thiếu nhi ở Việt Nam cũng làm cho nhiều người thích thú và trở thành fan của cậu bé đáng yêu này. Đặc biệt, trong một livestream TikTok cùng Quang Linh, những biểu cảm thú vị của đôi con đã làm mưa làm gió trên mạng xã hội Việt Nam. Theo đó, khi được Quang Linh cho xem video Thủy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021, đôi con đã để lộ khuôn mặt từ ngỡ ngàng buồn rồi cho đến tiếc nuối khi biết mình vừa bỏ lỡ nụ hôn của Hoa hậu Thế giới. Những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé châu Phi này liên tục được dân tình tìm kiếm và chia sẻ rầm rộ. Điển hình như mới đây, khi livestream cùng Quang Linh, lứa con đã không ngần ngại thể hiện tài năng nhảy thiên bẩm của mình. Tuy nhiên, khi bị đuổi về, thái độ của cậu bé lại khiến dân tình cười bỏ. Cụ thể, trong livestream, idol lứa con đã cùng với Quang Linh Vlog nhảy múa ca hát vui vẻ. Tâm trạng của cậu bé rất vui, lúc nào cũng vừa cười vừa bắt nhịp nhảy không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, sau một hồi làm việc mệt nhọc, cậu bé lại bị chính sếp Linh buông lời đuổi về. Trái ngược với vẻ nhiệt huyết vài phút trước đó, ngay khi nghe được
Lôi Con đã không ngần ngại quay lưng đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu lại. Ngay khi đoạn clip được đăng tải, dân tình đã nhanh chóng vào bình luận sôi nổi. Ai nấy cũng đều thích thú trước sự dễ thương và nhí nhảnh của Lôi Con. Nhiều người còn cho rằng cậu bé đã làm đúng như một nhân viên gương mẫu, lúc làm việc hết mình, lúc tan ca không còn vấn vương. Nhiều khán giả để lại bình luận rằng, bình thường ăn gà, bảo mẹ gọi thì không nghe đâu, nay làm việc nên chú Linh bảo phát là đi liền luôn. Đúng kiểu không chút tiếc nuối, đã thể hiện hết sức ấy. Dễ thương quá trời quá đất, chú Linh cũng nhây quá đi, bảo người ta nhảy đến mức rơi cả mũ, mà nỡ lòng nào trả công bánh trái, đã đuổi người ta về. Chắc Lôi Con dỗi quá nên đi thẳng luôn rồi. Nhưng sau đó Quang Linh đã đính chính lại ngay là đã trả cachet song phẳng cho dancer Lôi Con và bật mí con số cachet siêu khủng là 2 hộp sữa để idol nhảy từ sáng đến tối. Không những thế còn nhảy nhiệt tình, nhảy tuột quần, nhảy đến khi bị đuổi mới về. Xuất hiện trên mạng xã hội chưa lâu, có vẻ như cậu bé Lôi Con nhận được sự ủng hộ không kém gì ông chú chân tính của mình. Kể từ lần đầu gặp Lôi Con, Quang Linh Vlogs đã tâm sự, cậu bé này sợ mình lắm vì lần trước lên đây mình đã trêu rất nhiều. Có lẽ vì yêu thích nụ cười giả chân và những biểu cảm đáng yêu của Lôi Con mà Quang Linh Vlogs thường xuyên bày trò trêu sad boy châu Phi. Khi thì lừa bố đã về bàn mất rồi, lúc lại giả vờ không thương Lôi Con nữa khiến cậu bé phải òa khóc. Tuy không ít lần bị Quang Linh lừa, nhưng chỉ cần được ôm ông chú vào lòng là cậu bé lại ngừng khóc và trưng ra nụ cười dễ thương của mình. Vì bị nhiều người xem chê trách do trêu Lôi Con quá nhiều, nên anh cũng tranh thủ tung ra những bằng chứng để chứng minh bản thân không hề trêu chọc cậu bé như lời đồn. Mới đây trên fanpage Team Châu Phi đã đăng tải một đoạn clip có tên khoảnh khắc gặp lại nhau trên nền nhạc cảm động của hai chú cháu khiến cho nhiều người thích thú. Được biết, đây là phân đoạn được trích trong video chuẩn bị lên sóng của Quang Linh Vlogs, càng khiến cho nhiều người hứng thú. Trong clip, Lôi Con không khác gì một người con trai, còn Quang Linh giống như một người cha của cậu bé. Cụ thể, khi Quang Linh về đến sân nhà đã giơ hai tay ra đón, Lôi Con từ bên trong vội ùa ra xa vào lòng Quang Linh. Hình ảnh này khiến cho nhiều người nhớ đến cảnh bản thân trông ngóng cha mỗi khi đi làm xa về. Trên trang cá nhân của mình, Quang Linh cũng chia sẻ lại đoạn clip này kèm dòng chú thích hài hước. Minh chứng cho thấy hai chú cháu rất yêu thương nhau, xóa bỏ tin đồn bắt nạt của cộng đồng mạng. Sợ gì anh chàng nói như vậy vì dạo gần đây, khi xuất hiện trong các clip của Quang Linh, Lôi Con thường xuyên khóc nức nở. Tuy nhiên, đó là vì Quang Linh khá lầy lội, thường chọc ghẹo cậu bé. Cũng có trường hợp là cậu bé không muốn xa chú nên bật khóc. Điều này khiến dân tình vô cùng xúc động. Thế nhưng mới chỉ ngọt ngào với ông cháu một chút, Quang Linh Vlogs đã ngay lập tức lừa Lôi Con rằng sẽ đưa cậu bé về Việt Nam đến khi nào 18-20 tuổi mới quay trở lại Angola. Ngay lập tức, khuôn mặt của Lôi Con từ vui vẻ chuyển sang hoang mang và có chút lo lắng vì chẳng biết chú Quang Linh đang nói thật hay đùa. Trong một lần livestream trước đó, Quang Linh Vlogs tự nhận bản thân trắng hơn Lôi Con rất nhiều. Thế nhưng sau khi xem xong video này, không ít netizen đã nhận ra nhan sắc của hai chú cháu bây giờ giống nhau như đúc, giống y chang hai cha con ruột rồi đó Quang Linh. Chú Linh đang gần bằng Lôi Con, Quang Linh sắp có màu da bằng bạn bé rồi. Có vẻ Quang Linh rất thường xuyên đưa Lôi Con vào các dự án và hoạt động của mình. Gần đây, Quang Linh cũng đã đăng tải khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khi Lôi Con cùng Sếp Linh đến phòng thu để ghi âm một bài hát. Thế nhưng, biểu cảm ngại ngùng bẽn lẽn không dám nhìn vào máy quay mà chỉ nhìn chú Linh đã khiến dân tình cười bỏ. Cụ thể trong đoạn video, hai chú cháu đang thu âm một bài hát, Lôi Con khoác lên mình bộ vest cực kỳ điển trai, ra dáng. Nhưng có lẽ vẫn khá ngại ngùng nên cậu bé ngoảnh mặt đi, nhất quyết không chịu nhìn vào ống kính mà chỉ tủm tỉm cười. Để khích lệ tinh thần sad boy châu Phi, chú Linh ở bên ngoài liên tục làm các động tác nhảy múa để Lôi Con cảm thấy thoải mái hơn. Thậm chí Sếp Linh còn tận tình chỉ tận nơi, nói cho cậu nhóc biết là phải nhìn vào đâu. Nhưng dường như buổi làm việc diễn ra khá là vất vả với hai chú cháu. Chỉ với biểu cảm của Lôi Con trong đoạn clip cũng có thể thấy cậu bé tin tưởng và yêu quý chú Linh như thế nào. Những lúc cảm thấy sợ sệt không tự tin nhất, cậu bé đã đưa mắt tìm người chú thân thuộc của mình. Không chỉ vậy, trước đó đã có nhiều lần Lôi Con chia sẻ bánh kẹo của mình cho chú dù rằng với một đứa nhóc, đây chính là món đồ mà chúng yêu thích nhất, thậm chí không nỡ cho ai. Đặc biệt, ngay cả khi đưa cho chú Linh, cậu nhóc cũng phải tìm miếng lành lạnh nhất, chứ không chịu đưa miếng đã bị vỡ, không những thế còn đưa bằng hai tay mời người lớn rất ngoan. Cậu bé đáng yêu châu Phi Lôi Con dự tính còn nhiều fan hơn cả idol top top hiện nay. Mỗi khi lên hình ké cùng chú Linh thôi, cũng hút về cả 100,000 lượt theo dõi. Dưới sự dạy dỗ của team châu Phi, Lôi Con vừa ngoan ngoãn, vừa lễ phép, vừa đáng yêu, vừa biết nhảy biết hát, lại vừa biết cả ngoại ngữ.
Quý vị có mong chờ được gặp idol top top siêu dễ thương này không? Hãy chia sẻ góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.